đồ thì mọi người đừng quên là nhấn like để ủng hộ kênh của bà Gia nha chị em ơi. Chúng ta sẽ có 5 giây để nhấn nè. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Yeah. Và đừng quên là nhấn liền cái nút đăng ký màu đỏ nữa để ủng hộ kênh bà Gia đạt 3 triệu subscribe trong năm 2023 này nha. Mà yêu mọi người, đầu tiên sẽ là cái quầy bán siêu nhiều bút tại shop bà Gia luôn. Ở đây thì mình sẽ có Kurumi nè. Như chị em đã thấy là ngoài cinnamon nè, Kurumi mình còn có thêm bé dịch, bé Doraemon, Fake và Doraemon thiệt đó nha bé. Rồi rất là ổn mát tinh thần nè. Bây giờ sẽ lấy một cái set book này. Thì như những cái set book khác thì nó sẽ có 12 cây dành cho 12 tháng chúng ta học tập đó. Và nó còn có thêm cái đầu boy trên đây nữa, để khi mà bạn nào mà kiểu là viết mà bị sai hay bị hư á thì mình có thể boy, mình không có bị cần bút xóa và hư tập ha. Yeah. Đây có Kurumi nè, viết máy xịn đó. Có Kurumi màu tím nhạt, có Kurumi màu tím đậm nè, có Kurumi rồi cái gì ta, cago bé, rồi có Kurumi màu hồng nữa nha, 4 cây luôn. Cái viết máy này á thì dành cho những bạn học cấp 1 muốn viết ra cái nét chữ mà thanh đạm đó bé, kiểu thanh nhàn rồi đó thì mình có thể mua ha. Rồi ok la. Tiếp theo là bạn nào không thích xài bút máy á thì mình có thể xài cái bút 10 màu, có Kurumi luôn. Đây tăng bà Gia vừa phát hiện ở này cinnamon bé này dịch. Đây Kurumi lấp ló trong đây mọi người ơi. Đó đây màu tím liệm tìm xem tới 10 màu luôn đó, hồng cam vàng đen nâu xanh tím đã quá trời đỉnh luôn. Ngoài màu tím liệm này thì mình còn có thêm màu cũng tím liệm nhưng mà hai đầu Kurumi khác nhau thôi. Ủa cái này con thấy nó màu hồng hay sao chứ? Ủa hồng hả? Yeah. Thì cái đầu nó màu hồng mà cái bút nó màu tía. Yeah. Rồi ok lấy luôn hai cây ha. Đây bà Gia phát hiện một cái set bút toàn Kurumi thôi, gọi là set bút Kurumi độc quyền luôn nha mọi người đó. Có tới màu tím, màu hồng, màu trắng, màu đen hồng, rồi màu tím, màu đen đã rất là ok là ổn mát tinh thần luôn nha. Rồi một set này gồm có 12 cây luôn. Mực hay là mực gì thì không có biết nha. Mực đen khăn bạc, 90 cành cây, rồi lấy luôn ha. Rồi ở đây bà Gia phát hiện được là có một cây bút diệt khúc hình Kurumi luôn, đã rất là dễ thương, màu tím tím, đen đen, trắng trắng nè mọi người. Giá chỉ có 15 cành chanh thôi nên mình sẽ lấy luôn ha. Ngoài cái bút chị khúc á thì mình còn có kế bên là bút chì bấm hình Kurumi. Đây bạn nào thích xài bút chì bấm á thì mình có thể xài nha mọi người, rất là ổn mát tinh thần luôn. Đây tôi giới thiệu cho mọi người một cái set bút sáp bào tới 24 cây lận mà giá chỉ có là 95 cành chanh tại shop bà Gia thôi nha. Đây cái set gom Kurumi này á là set gom bấm nha mọi người. Một cây gom bấm như thế này là mọi người xài rất là lâu luôn, nhưng mà nó còn dự trữ cho mình thêm cái hai cây gom dự trữ nữa. Ví dụ như lỡ mất cây gom này thì mình đổi qua cây gom khác mình cài vô mình xài tiếp. Mà nó có hình Kurumi luôn nên bà Gia sẽ lấy một set luôn ha. Có đó là đồ chuốt Kurumi đó, chỉ có 20 cành chanh thôi. Hôm bữa là mình có đồ chuốt cinnamon, hôm nay mình sẽ có đồ chuốt Kurumi màu tím riệm nha mọi người. Bà Gia vừa phát hiện kế bên cinnamon có một cây thước Kurumi siêu đẹp luôn mà giá chỉ có là 10 cành chanh thôi nha mọi người, nên bà Gia sẽ lấy một cái thước. Rồi tiếp theo thì bà Gia phát hiện được hôm bữa là có một cái set gọi là cái bút dạ quang đó, bút dạ quang hình Kurumi luôn. Hôm bữa thì không có cinnamon nhưng mà hôm nay là có Kurumi nha mọi người đó. Cái này thì mình có thể gỡ ra như thế này, trời ơi cứng quá vậy. Đó cái này thì mọi người sẽ có màu xanh lá nè, rồi màu tím nè, rồi có thêm màu màu xanh dương đó. Nói chung á là mọi người có thể thay thế và mọi người đồ những cái phần mà quan trọng học hành của mình đó bé. Rồi ok la, bây giờ bà Gia sẽ đóng mình lại. Ngoài cái màu tím này bà Gia còn có thêm màu đen nữa đây. Màu đen là đen dành cho những bạn khoái cái sự mà ngầu lòi, cũng là cái bút dạ quang này nhiêu bé? Dạ 20 ngàn. Rồi chốt đơn là bà Gia sẽ lấy hai cây bút dạ quang này. Tiếp theo là qua đây thì bà Gia phát hiện được một cái gọi là cây bút 10k mà nó có thể bôi được ở dưới đầu luôn nha mọi người, và nó kèm theo một cái dán chuột nữa rất là dễ thương mà có hình Kurumi luôn. Ngoài cái hình dán chuột á thì bà Gia còn có thêm một cây bút gọi là hình này ý này xoay được nè, xích đu đó, xích đu mà mình bóc được cái bạn Kurumi này ra luôn, hoặc là mình có thể gắn lại luôn. Trời ơi rất là đẹp, em ơi lắc tới không chịu, lắc chấn động mà đồng giá 10 cành một cây nha. Đây một cái bút mực Kurumi siêu xịn xò, bút chì bấm mực nha mọi người đó. Bà Gia thấy là có màu hồng với lại màu đen nên bà Gia cũng sẽ lấy hai cây này luôn, vậy là mình được tới 4 cây bút rồi. Bà Gia lại phát hiện thêm một món nữa nha, đó chính là gom bút cute. Đây một chiếc gom bút Kurumi siêu xinh luôn mọi người, có 1, 2, 3, 4, 5 cục đó. Mỗi lần mình xài hết cục này mình có thể ghim ngược lại, nói chung là gọi là gom khúc á chị em. Rồi ngoài cái gom này 15 cành cây á thì mình còn có thêm một chiếc gom Kurumi cây kem giá 5 cành cây đó nha mọi người, rất là dễ thương luôn nên bà Gia cũng sẽ lấy một cái này luôn ha. Hồi nãy thì mình thiếu một cái á, là hồi nãy là có một cái bạn cây bút Kurumi màu trắng rồi nhưng mà không có màu tím đó, bà Gia vừa phát hiện có thêm một cái màu tím nữa nên bà Gia sẽ lấy luôn. Lót xuống quầy sổ thì tôi lại phát hiện thêm có rất là nhiều sổ hình Kurumi ở đây. Đây
sổ tay kèm bút, gọi là sổ dẻo nha mọi người, kèm theo một cây bút nhỏ xíu xinh xinh. Đó, ngoài hình Kongomi còn có thêm hình Cinnamon nè, hình Bojacko nè, hình Melody nè đó. Đây, một cuốn sổ tay lật lên, kiểu lật lên nó bé, có hình Kongomi nè nhưng mà móc khóa Melody đó. Nói chung là này mỗi nhân vật là một cái kiểu khác nhau. Như đây thì là chuyên bán những cái dòng sổ tay lò xo lớn, còn shop là Zalo có hình khủng long nè, hình Melody nè, hình bé dịch gấu nè. Coi cái kiểu sổ tay này đang hot hết nha mọi người, là sổ tay dạng mà nhìn giống như là hình 3D vậy đó, nhìn rất là lấp lánh và giống như là nó nổi lên vậy đó. Đó có hình ngôi sao rồi hình bé cù rồi rất là nhiều hình luôn. Nhưng mà hôm nay mình mua đồ Kongomi nên mình sẽ lấy một cuốn sổ tay lò xo Kongomi đó. Trong đây có rất là nhiều cái trang luôn mọi người, màu hồng lè hồng lét để mình có thể ghi lại những cái phần mà mình học. Rồi, ngoài cuốn sổ tay Kongomi kiểu này thì bà Dê còn có cuốn sổ tay Kongomi dạng lò xo mà ở trong đó là không phải giấy màu hồng mà sẽ là giấy màu trắng nha chị em, nên mọi người bạn nào thích cái kiểu nào thì có thể mua kiểu đó nha. Không thể thiếu một cuốn sổ tay lò xo giỏ sách Kongomi nha mọi người. Kongomi này là Kongomi màu kiểu hồng hồng thôi, mình còn có Kongomi màu tím đây, hai màu khác nhau siêu đẹp siêu chấn động, giá là 25 cạnh tranh nên tôi sẽ lấy luôn nha. Rồi, ở đây là bà Dê có một cái giấy nốt hình Kongomi mà kèm theo một cây bút viết nè, rồi kèm theo nguyên một cái bìa kẹp nữa để chúng ta có thể kẹp lại giữ nguyên hiện trường đó, rất là ok lên luôn. Rồi bà Dê sẽ lấy một cái này là gọi là cái đồ ghim bấm nè, bút dạ quang kèm theo một cái hộp ghim đó mà hình Kongomi luôn. Ngoài Kongomi thì còn có thêm Melody, Cinnamon, Bulgin nữa, nhưng mà hôm nay mình sẽ lấy Kongomi thôi nha chị em. Bà Dê phát hiện ôi đây có một cái hộp bút gọi là hộp bút 3D đó. Hộp bút này gọi là hộp bút 3D nổi lên luôn nha, mà hình Kongomi luôn mà nó màu xanh. Ủa ngộ ta. Nhưng mà không sao, bạn Kongomi để tóc đen cũng hợp lý ha. Đó, ngoài Kongomi còn có thêm gấu dâu và có thêm những cái bạn thỏ nữa, nhưng mà tại vì hôm nay mình lấy Kongomi mình sẽ lấy Kongomi thôi. Đây phát hiện thêm rồi mọi người, một cái hộp bút một ngăn Kongomi giá chỉ có 35 cạnh tranh thôi mà mình đã sở hữu được rồi. Cả set này shop là Dê vừa mới về thêm nè mọi người. Đây, Melody, Kitty, Kongomi và Cinnamon nha. Một cái hộp bút nhựa hai ngăn siêu xịn sò, giá chỉ có là 50 cành cây thôi mà đã sở hữu được một bé yêu này rồi đó. Nhìn rất là 3D, nhìn nó rất là đẹp luôn ha chị em. Đó, mà hình Kongomi nữa. Bởi vậy quyết định phải lấy luôn ba cái này. Một cái set gọi là set bút dạ quang mà có hình bạn Kongomi. Đây có bạn Kongomi nè, bạn Cinnamon, bạn Bulgin, nói chung là quen một dàn nhân vật hoạt hình là Sario luôn nha mọi người. Đó, rồi ở đây thì bà Dê thấy phát hiện được một cái cây kéo Kongomi mà nó có nắp đậy luôn đó, rất là xinh và màu tím lòe tìm xem, nên bà Dê cũng sẽ lấy một bé yêu luôn. Ôi, ở đây đặc biệt nha chị em ơi, set dạ quang hoạt hình chỉ có toàn Kongomi và Melody thôi đó, siêu đẹp siêu đủ màu luôn, tới 6 màu rồi nha mọi người. Đây, nói chung là này giống như là cái set dạ quang bạn Kongomi với bạn Melody nắm tay nhau đôi bạn thân gì đó bé. Đó là mình sẽ lấy một set này luôn ha. Đây, một cái set gọi là set bút xóa 3 miếng đó mọi người, nhưng mà không biết là có hình Kongomi đây Kongomi trong đây đó có hình Kongomi rồi người, còn có thêm bạn Kongomi bút xóa nữa nè, bạn Gia cũng sẽ lấy một cái này luôn nha. Kế bên của chúng ta sẽ là một set bút xóa cũng gồm 4 cây nhỏ luôn. Cái này là 3 cây bự, còn này là 4 cây nhỏ, cũng là set bút xóa siêu xinh nên bà Dê cũng sẽ lấy tại vì các bạn Kongomi nè. Bà Dê phát hiện được thêm ngoài cái kéo mà Cinnamon này thì không có kéo Kongomi, nhưng mà cái bên có dao lọc giấy Kongomi nha mọi người, giá là 20 cạnh tranh mà rất là xịn sò luôn. Mọi người có thể đem theo để đi học đi ơn nè. Rồi kế bên kiểu gọc giấy này thì mình còn có thêm kiểu dao gọc giấy đám mây nữa nha bé, có hình Kongomi luôn, mà mình còn có thêm cái móc này để làm móc khóa nữa mà đồng giá với nhau luôn, nên bà Dê quyết định là sẽ lấy luôn bạn này nha. Găng tay chống nắng siêu xịn sò hình Kongomi đây cho mọi người xem. Lý do tại sao cái găng tay này nó siêu hot hết tại vì nó có hình bạn Kongomi và đặc biệt còn có thêm hai cái nơ nó bé. Trời ơi, đeo vô là trang trí đồ các kiểu rất là ok luôn. Bạn nào mà đi học mà sợ nắng nôi rồi đó thì mình có thể đeo vô là siêu ngầu lòi luôn nha mấy kêu ơi. Rồi, nhưng mà hôm nay này không liên quan tới giờ học tập nên mình phải kiếm đồ dùng học tập. Đây, tăng một cái xếp bút chì 12 cây kèm theo gom kèm theo đồ chuốt vào đó góp nhở. Đó là mình có 90 cành cây là mình có thể mua cái set này rồi, mình xài quê một năm trời luôn, cứ hết thì gọi chuốt rồi, hết rồi chuốt xài hoài luôn bé. Trời ơi, đồ dùng học tập thì cũng không thể thiếu một chiếc máy tính Kongomi, nhưng mà máy tính này là máy tính cầm tay đem theo sách tay thôi bé nhỏ xíu à. Bà Dê sẽ có một cái máy tính siêu bự cho chị em nữa đó, mình chỉ cần lùi xuống đây xíu thôi là sẽ thấy được luôn. Máy tính Kongomi nha mọi người đó, máy tính này là siêu bự hơn nè, rất là xinh luôn. Tăng hồng lè hồng lét chấn động và xong đã, mình mở lên như thế này rất là ok đã, mình bấm 25 nhân 5 đã, rồi cái bằng đã 125 đó, ví dụ vậy đó, rất là ổn áp ha. Rồi bà Dê cũng sẽ lấy cái này. Tăng đây là
là một cái lọ đựng búp súp bay hình Kurumi siêu xinh luôn nha mọi người. Bạn nào khoái Kurumi là phải hốt liền cho bà Dê để ngay cái chỗ mình học á, mình đựng những cây bút và đựng những cái món đồ mình thích nha. Mọi người, hôm nay bà Dê đã lấy tổng cộng bao nhiêu đồ dùng học tập Kurumi, comment phía dưới liền cho tôi biết nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng 200k để mình mua được những cái gì. Đầu tiên thì bà Dê phải có hộp bút. Đó, hộp bút thì hôm bữa là bà Dê cũng lấy cái này của Cinnamon rồi, nên mình sẽ lấy cái khác nha mọi người. Đó, bà Dê nghĩ là mình sẽ lấy một cái hộp bút một ngăn hình Kurumi này, giá chỉ có là 35 cành chanh thôi. Rồi ok, tiếp theo đây là khá là nhiều bút luôn nha chị em, rất là nhiều các loại bút luôn. Bây giờ mình sẽ lấy một cây bút này đi, cây bút này 10.000 nè đó, mà có màu tím tím giống Kurumi luôn nè. Bà Dê sẽ lấy, rồi nó còn có cái đuôi bôi được nữa mà nó chỉ có 10 cành thôi. 35 cộng 10 là 45. Trời, chết chết đây. Gì mình lấy này mình tính luôn. Ok luôn. 35 cộng 10 là 45. Rồi 45, tiếp theo mình lấy một cây thuốc đó, một cây thuốc 10.000 nữa. Rồi mình cộng tiếp, 45 cộng 10 là 55. Rồi bấm hỏi lâu lắm con bé ơi, không mình tính đầu cho lẹ đã. 45 nè, 45 mà thêm một cục gom 50.000 đó là chẳng 50.000. 50.000 thêm một cái đồ chuốt 20.000 là 70.000. 70.000 bây giờ mình thêm gì nữa đây ta? Một cái set bút dạ quang cho bé, tại vì chưa có cái tập nào có bút dạ quang hết trơn. Cái set này thì ít hình Kurumi quá. Bà Dê nghĩ là lấy cái set này đi. Cái set này nhiều hình Kurumi này đó, 40.000, 50.000 với 40.000 được tới 6 cây màu khác nhau luôn là 90.000. 90.000 cộng thêm nãy có gom rồi. Bút gọc giấy đây, 90.000 cộng thêm một cái dao gọc giấy làm thủ công nữa, 20.000 là 100 mốt. Phải có sổ mọi người. Sổ giấy nốt đi, giấy nốt đi đây. Giấy nốt được tặng kèm một cây bút và một cái bìa kẹp đó, 30.000 nữa, nãy 90 đúng không bé? 90 với 30 là 120 đó, 120. Rồi cộng thêm cho một cái hộp này, cái này nhiêu ta? Một cái kéo, 30.000, 120 với 30 là 150. Rồi còn 50.000 nữa. 50.000 thì bà Dê sẽ lấy một cái cuốn sổ này giá 35.000 là còn 15.000. 15.000 thì mình sẽ lấy để coi. Một cây bút chì khúc đi. Đây, bút chì khúc này đẹp nè, 15.000 luôn mọi người, rất là xinh luôn. Rồi tổng cộng là 200k, mua được một nồi đồ đó nè mọi người. Đó, quá nhiều đồ Kurumi luôn. Bây giờ bà Dê sẽ bỏ vô giỏ này để tính tiền. Giỏ này thì shop BBH có thêm cái dịch vụ nữa là tính tiền tại chỗ. Đây, đất ơi, ba lần mới vô luôn em. Đúng rồi đúng chị? Đúng rồi. 200.000. Thì 200.000 chị bỏ tờ 200.000 vô đó rồi. Mút rồi thấy tiền rồi. Rồi ok rồi. Đúng không? Thôi cho chị gửi lại đi. Chị lấy nào? Chị lấy cái này. Ủa? Chị lấy cái này. Ủa, cái này nó tiếng nhiều hơn. Cái này nè, cái này 200 nè. Chị ơi, đứng lại chị ơi. Đứng lại.